Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hôm nay rất hoan hỷ được giới thiệu với mọi người một công trình mà Kisato thiết kế và đi cùng gia chủ đến khi hoàn thiện xong công trình. Và đứng bên cạnh tôi đây là bác Tẹo. Cháu xin phép chào bác ạ. Dạ. Cháu xin phép bác hôm nay cùng với bên cháu chia sẻ với mọi người đang theo dõi kênh Kisato của bên cháu về cái công trình tâm huyết của các kiến trúc sư và công ty bên cháu, cùng với các cái ý tưởng và những cái tâm huyết của bác ở trong công trình nhà mình bác nhé. Dạ vâng. Thì bác Tẹo có thể cho cháu biết là cái công trình nhà mình sau khi mà bên cháu thiết kế và hỗ trợ gia đình mình trong quá trình thi công xong, bác có cảm thấy hài lòng về công trình nhà mình không ạ? Nói chung là các cháu thiết kế cái nhà thì đúng là không phải là chú khen chứ. Dạ. Nhưng vâng. ở đi theo đa số họ đi về đây là họ công nhận là thiết kế là đẹp. Dạ. Đấy. Dạ. Còn bây giờ các cháu đi lại là hỏi thăm, tức là trông nom này, lúc từ lúc đổ móng lúc hoàn thiện xong thì về cũng vài ba lần để kiểm tra. Dạ. Đấy. Dạ. Thì cũng là tốt thôi. Dạ. Rất tốt. Dạ. Nhưng là nhà chú rất hài lòng vì là cái nhà thiết kế này không riêng là chú mà nhiều người họ cũng rất mong mình ở đây, rất muốn làm nhưng điều rằng nó không có đất. Dạ. Đấy. Dạ. Còn người ta phải thừa nhận là cái mẫu nào đó là không thể chê được. Dạ vâng. Đấy. Dạ. Còn không đất thôi. Dạ. Còn cháu thì là chú chỉ mong các cháu là công ty cháu phát triển, tức là càng ngày càng đẹp hơn nữa cho mọi người. Vâng. Là tốt. Dạ. Thế cháu cảm bác nhá, một câu hỏi rất khó, nhưng mà ai lại đi nhận xét là nhà mình đẹp hay không, đúng không bác? Đây là những cái nhà hàng xóm, những người đi làm qua cũng nhận xét cho bác nhỉ. Thì đa số người ta đánh giá thì chắc cũng rất đúng rồi. Nhưng mà thật là riêng con mắt của cháu ấy, thì cháu rất ngưỡng mộ và cháu rất thích cái ngôi nhà này. Tại vì những cái ngôi nhà như này không phải là mỗi ý tưởng của bọn cháu là đã xây được, mà chủ yếu chủ nhà còn phải tham khảo, rồi còn phải tham mưu vào với bọn cháu tham mưu lại để được cái ngôi nhà như này. Thì cháu rất cảm ơn bác đã sử dụng tin tưởng cái dịch vụ của bên cháu. Vâng, và mọi người vừa nghe xong những cái lời tâm sự rất là thật lòng của bác Tẹo tại đây, thì công ty chúng tôi rất là hân hạnh đem được những cái tâm và những cái tầm đến cho khách hàng tại mỗi một vị trí trên toàn bộ 63 tỉnh thành nhé. Thì trước khi vào công trình, mời mọi người hãy xem một cái bộ bản vẽ thiết kế của chúng tôi gồm những gì, và xem sau khi mà chúng tôi thiết kế thì thực tế công trình này ra nó như thế nào nhé. Mời các bạn cùng đó xem ạ. Và đây là cái phối cảnh 3D phía bên ngoài mà chúng tôi thiết kế cho gia đình chị nhé. Thì đây là 3D mặt tiền này. Đấy, có một lối đi về phía đằng sau này, trồng hoa cây cảnh phía đằng trước. Đấy, hệ thống mái là dùng ngói màu xanh, có ống khói nhá. Đây là một góc nhìn này. Và đây cũng là một góc nhìn thứ hai, nhìn chính diện vào công trình. Đấy. Và đây là góc nhìn phía bên tay phải từ bên trong nhà nhìn ra đấy ạ. Đó. Và đây là cái công năng phía bên trong công trình mọi người nhá. Khi chúng ta đi vào khu vực sảnh chính này thì chúng ta sẽ tới cái khu vực phòng khách với diện tích là 29m², và phía bên phải của phòng khách là khu vực phòng thờ với diện tích là 12m², có view nhìn ra phía đằng sảnh cà phê. Đấy, phía bên trong thì chúng ta có đằng sau là khu vực phòng bếp cộng khu vực phòng ăn và vệ sinh, thì nằm khu vực phía bên ngoài công trình, có cửa kết nối từ phòng bếp ra thì gia chủ có thể đi từ phía bên ngoài vào nhé. Và ở khu vực phía bên tay trái từ trong nhà nhìn ra thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, thì khi đó thì gia chủ có thể là kết hợp mọi người có thể đi ra sum vầy với nhau ở cái khu vực phòng khách. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là trên một cái khuôn viên khu đất gần 1.000m² thì chúng tôi thiết kế cho gia đình một ngôi nhà vườn mái Thái với cái chiều rộng mặt tiền là 13m và chiều sâu của công trình là 12m rưỡi. Công trình này thì được chúng tôi bố trí gần như là cân đối trên cái khuôn viên khu đất gần 1.000m² này. Cụ thể là ở phía đằng trước chúng tôi có tư vấn cho anh chị là đặt ngôi nhà ở gần phía cuối, và phía đằng trước thì anh chị có gần 150m² sân ở phía đằng trước, lát gạch kiểu sân vườn, và bên cạnh đó thì ở phía đằng ngoài có những cái vườn cây để trồng cây cảnh và những cái cây rau cỏ để có thể là cung cấp lương thực sạch cho gia chủ. Đó, ở phía ngoài cổng của công trình thì chúng tôi có thiết kế cho gia chủ là một chiếc cổng rất là rộng, ô tô có thể là đi vào thoải mái nhé. Chiếc cổng này thì cổng hai cánh thôi. Đấy, được trang trí rất đẹp theo phong cách tân cổ điển. Nhưng mà hàng rào ở đây thì chúng tôi kết hợp với hệ thống hàng rào thoáng, có chiều cao hợp lý để chúng ta có view nhìn từ phía ngoài đường này, ngắm vào phía bên trong công trình để nổi lên hơn cái ngôi nhà của gia chủ nhé. Thì mời mọi người cùng chúng tôi đi vào phía bên trong để ngắm kỹ hơn cái công trình nhà chị Hiền ở trong này nhé. Thì lên công trình thì chúng ta sẽ bước dốc lên phía đằng trên.
Đó, theo gần như là các cái vị trí tăng cấp đấy. Và ở đây thì mặt tiền nhá, thì chúng tôi rộng 13 mét này và được bố trí gần như là 3 phần. Đó, đầu tiên là một sảnh mái Thái có trang trí rìa mái bằng bê tông và không dùng những viên ngói viền. Thì như thế này thì gia chủ có thể là nổi bật lên cái phần mái chữ A và phần ngói riêng ra rất là đẹp. Các cái chi tiết trang trí ở phần phía bên trái này nhé, thì cũng theo cái hình dáng cửa sổ giá và tạo điểm khác biệt so với sảnh chính. Ở đây thì sảnh chính mọi người có thể nhìn đấy, với cái chiều cao rất là cao hơn và có mái vòm, thì khi chúng ta đi vào cảm giác rất là sâu và cảm giác khác biệt khi mà bước vào cái phần cửa chính của gia chủ nhé. Bên cạnh đó thì ở sảnh chính của chúng ta có cái hệ cột theo phong cách tân cổ ở đây. Đấy, hệ cột có đỡ của cái mái vòm ở phía bên trên cao đấy ạ. Và có đèn cùng với những cái trụ rất là cao. Thì mỗi một công trình ở đây thì nhà chị có một cái nét riêng biệt mà khi chúng tôi, những kiến trúc sư thông phương án với gia đình chị thì đều nắm bắt được từng cái chi tiết và sửa đổi từng cái chi tiết nhỏ nhất để chúng ta có những cái cảm nhận riêng biệt. Ở bên cạnh phần thứ ba của mặt tiền đó thì chúng tôi có một cái phần vị trí uống nước, thưởng trà để ngắm ra cái khu vực trồng hoa và khu vực sân vườn phía đằng trước. Thì khu vực thưởng trà này của chị với cái diện tích cũng khoảng trên 10 m², được trang trí bằng lan can nhôm đúc đấy, với độ cao rất là hợp lý trên 90 phân. Và ở đây bên phía bên trên thì chúng tôi có trang trí một hệ thống che mưa che nắng cho khu vực này, làm bằng bê tông giả gỗ và lớp kính ở phía đằng trên. Bên cạnh đó thì phía bên trên hệ mái thì chúng tôi cũng có một cái lỗ ống khói, một cái ống khói để trang trí cho cái mái của điểm của công trình này. Thì đấy là một vài những cái điểm mà chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người về cái mặt tiền của công trình. Thì thực chất nó đẹp như nào thì nó sẽ tùy theo con mắt của mỗi người và tùy theo cái tính cách của chủ nhà mà chúng ta có những cái điểm đẹp khác nhau. Thì khi một công trình mà có 8 trên 10 người khen hoặc 7 trên 10 người khen thì nó cũng rất là đẹp rồi, phải không các bạn? Thì thôi mời mọi người vào bên trong để xem là cái cách bố trí công năng ở phía bên trong như thế nào và cái trang trí nội thất theo cái đặc trưng tính cách riêng của chủ nhà nhé. Mọi người vào trong ạ. Ở phía bên trên sảnh nhá, thì gia chủ dùng cửa là hệ thống cửa gỗ 4 cánh. Đó, 2 cánh cố định và 2 cánh mở. Bên cạnh đó là khuôn bao. Khuôn bao thì gia chủ dùng cái khuôn bao kiểu tân cổ điển, toàn bộ dùng bằng vữa đắp lại rất là đẹp, chạy 4 xung quanh và kết hợp với cái hệ đèn của cột cùng với cái hệ đèn trang trí trên đỉnh làm nổi bật lên cái không gian cửa của gia chủ nhá. Đấy, cửa gỗ phong cách rất là đặc biệt. Thì mời mọi người cùng vào phía trong với chúng tôi. Và mời mọi người cùng mở rộng tầm mắt với cái khu vực phòng khách này. Toàn bộ diện tích của khu vực phòng khách này là 29 m², có kết nối với khu vực phòng ngủ, khu vực phòng thờ và vị trí bếp phía đằng sau. 29 m² này thì gia chủ có kê được một bộ bàn ghế rất là rộng nằm ở chính giữa của phòng khách. Bên cạnh đó thì gia chủ có những cái tủ rượu trang trí ở những cái vị trí điểm chết của tường, nên là chúng ta không còn những cái điểm nào xấu và những điểm thô trong cái phòng khách của gia chủ nhé. Ở đây thì gia chủ có ngăn cách với phòng bếp phía đằng sau bằng những cái tủ trang trí này. Tủ trang trí ở đây thì tivi đặt chính giữa, tivi rất là to, bộ tủ có thể kéo dài và kéo lên kịch trần, ngăn cách với khu vực phòng ăn phía đằng sau. Bên cạnh đó những cái hộc thì gia chủ để những cái vị trí rượu rồi những cái đồ trang trí để cô làm đẹp cho cái khu vực phòng khách. Và ở phía bên phải thì chúng ta có khu vực phòng thờ. Phòng thờ ở bên cạnh này thì chúng ta với diện tích là 12 m², kê một bộ bàn thờ theo hướng chính của nhà. Và cái phần vách ngăn ở đây thì mọi người hay gọi là cửa võng đấy. Cửa võng này thì gia chủ làm theo một cái mỹ thuật rất là khác, tại vì chúng tôi cung cấp cho gia chủ là giải pháp này nó rất là hiện đại và hợp với cái bối cảnh của khu vực phòng khách ở phía bên ngoài. Và trong khu vực phòng thờ đây thì điểm nhấn ở chính giữa là một vị trí bàn thờ 12 m², thì chúng ta có vị trí bàn thờ đây. Bàn thờ rất là to và ở dưới là khu vực bàn cơm để chúng ta để đồ cúng ở phía bên dưới. Ở phía phòng khách này thì gia chủ cũng dùng loại gạch rất là to với loại gạch 80-80, màu rất là sáng để nó tương phản với màu gỗ. Đấy, tạo cảm giác khác biệt cho khu vực phòng khách mà không bị nhàm chán. Phía bên trên trần đấy thì gia chủ có sử dụng trần thạch cao kết hợp với những cái phào chỉ bằng gỗ có hoa văn trang trí, họa tiết trang trí nhé.
Đấy, rất là đẹp. Và mọi người có thể để ý thì đây không phải là phào chỉ PU, PE, PS mà nó bằng gỗ tự nhiên để hợp với cái nội thất ở phía bên dưới. Đó là toàn bộ cái khu vực phòng khách, phòng thờ mà chúng ta thể hiện ở phía bên ngoài mà mọi người có thể nhìn thấy. Tôi thực sự rất thích cái công trình này nhé. Thì bên cạnh đó thì mời mọi người cùng chúng tôi sang xem nốt cái khu vực phòng bếp ở khu vực phía đằng sau. Thì ở phía đằng sau đây là khu vực phòng bếp và phòng ăn với cái diện tích là 28m². Thì ở đây khi mà đi từ phòng khách vào thì gia chủ có một chiếc phản rất là to. Và chiếc phản này thì chúng ta có thể là ngồi ăn uống ở đây và nằm nghỉ ở đây với cái cửa sổ 4 cánh bằng nhôm hệ từ phía đằng sau hất vào. Thì chúng ta có thể lấy sáng lấy gió và rất là mát, và chúng ta cũng có thể quan sát ra phía bên ngoài nếu cần thiết. Ở bên cạnh cái khu vực phòng ăn này chúng ta cũng có thêm một cái tủ rượu đấy, trang trí ở phía bên cạnh của phòng ngủ nhé. Rất là tiện lợi đúng không mọi người đấy. Và ở phía bên trong đây thì có một chút khác biệt của khu vực phòng bếp. Thì chúng ta có một cái ba này. Cái ba này cũng rất nhiều người sử dụng khi chúng ta nấu xong, chúng ta để đồ ăn lên ba và mọi người có thể mang ra phía bên ngoài. Đó, rất tiện tay và lợi ích cho những người phụ nữ sử dụng trong căn nhà này. Và điểm khác biệt duy nhất ở trong chiếc bếp này thì là cái khu vực phần nấu ăn. Thì chúng ta sẽ lui về phía đằng sau. Thì như vậy thì nó đảm bảo là các cái giọt bắn về mỡ mung là nó không ảnh hưởng ra phía bên ngoài và không có mùi ra phía bên ngoài nhiều, kết hợp với quạt gió hút về phía đằng sau. Đấy là không gian của phòng bếp dùng bằng gỗ tự nhiên. Đó. Và chúng ta có một cái lối đi ra phía bên ngoài. Đấy, chắc mọi người đang thắc mắc là vệ sinh chung ở đâu. Thì lối bên ngoài này là phần đi ra vệ sinh chung, tắm chung và vệ sinh chung phía đằng sau này nhé. Đó, và view ra phía bên ngoài cùng với hệ thống là lam bê tông giả gỗ, có kính tre ở phía khu vực bên trên. Đó là toàn bộ cái không gian kết nối và thống nhất với nhau từ phòng khách, phòng bếp và phòng thờ. Bên cạnh đó thì công trình này có 3 phòng ngủ. Mời mọi người cùng chúng tôi tham quan 3 phòng ngủ này nhé. Và phòng ngủ đầu tiên nằm ở phía trước, dùng hệ thống cửa gỗ nhé. Đó, có khuôn bao, rất là đẹp. Phòng ngủ này là phòng ngủ có vệ sinh khép kín với diện tích là 15m², có view ra khu vực phía ngoài cổng. Và ở trong phòng ngủ này thì các cái tiện ích chung, ví dụ như TV, tủ để quần áo và nhà vệ sinh thì chúng ta đã bao gồm đầy đủ. Và phòng này thì là phòng khép kín, rất là tiện lợi. Bên cạnh một phòng khép kín này thì chúng ta có 2 phòng ngủ nữa với diện tích là 14m². Đó là phòng ngủ thứ 2 và phòng ngủ thứ 3. Phòng ngủ thứ 2 này thì cũng được chúng tôi trang bị thêm một cái cửa sổ view ra phía nhà hàng xóm. Và ở đây thì chúng ta mở ra thì gió vào rất là mát nhé. Đấy, cửa thì cũng dùng cửa gỗ thôi. Và phòng ngủ thứ 3 thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà chúng ta phòng ngủ này thì gần khu vực bếp hơn và nằm ở phía cuối, nên là có phần view ra phía đằng sau vườn với không gian rộng lớn hơn rất là nhiều. Vậy là mọi người đã vừa thấy công trình mà công ty cổ phần kiến trúc Kisato cùng với gia chủ đã hoàn thiện xong tại khu vực Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình. Đấy, thì công trình rất là tâm huyết của công ty tôi cũng như là bác chủ nhà tại đây. Thì nếu mà mọi người đang có nhu cầu về thiết kế hoặc là thi công, hoặc cùng lắm là chỉ cần tư vấn về cái công trình mà chuẩn bị xây dựng thôi, bác nhỉ? Để có tiếng nói chung với những cái người trong gia đình nhìn thấy trước khi thi công như thế nào, thì mọi người có thể là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ và tư vấn cho mọi người từ cái tâm của chính mình. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các cái chuyến đi lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.